Thầy chào các em đã quay trở lại với bài giảng của thầy Quang nha. Trong tiết học này thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện nhiệm vụ số 3. Trong bài số 3 thực hành một số chức năng nâng cao của mạng xã hội. Tin học lớp 11 sắp ta cánh diều nha các em. Thì nhiệm vụ số 3 này là yêu cầu các em hãy tạo một cái phòng họp ở trên Facebook để chúng ta có thể là trao đổi làm bài tập nhóm vân vân. Tức là mình sẽ tạo một phòng họp ở trên mạng xã hội Facebook rồi nhiều người, ví dụ như là các bạn ở trong nhóm của mình, trong tổ của mình có thể là tham gia vào đó để thảo luận và trao đổi bài hết các em. Rồi thì bước 1 thì các em đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình ha. Sau đó thì các em chọn nút lệnh là Create Room, tức là tạo ra các cái phòng ha. Hoặc là các em chọn vào cái nút có biểu tượng là chín cái dấu chấm như thế này nè. See all, tức là nhìn tất cả những cái ứng dụng trong đây. Rồi chúng ta sẽ chọn gom ở trong cửa sổ GA ha, giống như hình số 3 ở đây GA, và chúng ta sẽ chọn gom để chúng ta sẽ tạo ra các cái phòng để chúng ta có thể là trao đổi nhóm với nhau ha. Bước 2 là các em đặt tên phòng họp và thời gian của cuộc họp ha. Thì các em có thể là quan sát hình số 4 ở đây. Ở đây là cửa sổ GA do gom. Thì cửa sổ này cho phép chúng ta đặt tên phòng họp ha, bằng cách là chúng ta sẽ chọn Room Name nè. Rồi sau đó thì các em chọn New và các em nhập tên phòng ha. Nhập tên phòng xong rồi các em nhấn Save để mình lưu lại nha các em. Rồi bước thứ hai nữa là các em chọn cái thời điểm bắt đầu cuộc họp ha, tại cái chỗ là Start Time. Rồi sau đó thì các em nhấn Save. Như vậy thì chúng ta thiết lập được hai công việc này ha. Một là đặt tên phòng, hai là thời gian bắt đầu cuộc họp. Sau đó thì các em sang bước 3 là các em gửi lời mời tham gia phòng họp ha. Gửi lời mời đến bạn bè của mình ở trong nhóm ha. Rồi sau đó thì các em sẽ chọn nút send bên cạnh tài khoản muốn mời. Rồi chọn tiếp tục là join room để tham gia và bắt đầu cuộc họp ha các em. Trong bài tập vận dụng này thì em hãy tạo ra phòng họp nhóm và hẹn mời các bạn cùng nhóm học tập thảo luận. Để lựa chọn thiết lập quyền riêng tư khi mà các em chia sẻ thông tin trên Facebook sao cho thuận tiện ha. Thì đồng thời thì em tạo một cái sự kiện thông báo với các bạn trong nhóm về buổi thảo luận này. Thì để tạo sự kiện thì các em vào cái chức năng là event đó các em. Event trong cái cửa sổ GA. Trong cửa sổ GA nó có cái mục là event. Chúng ta nhấn vào đó để chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện nha. Rồi hy vọng là các em sử dụng tài khoản Facebook của mình, các em tạo phòng họp, rồi các em chia sẻ thảo luận trên cái phòng họp đó, cũng như là tạo các cái sự kiện thành công. Thầy chúc các em học tốt, đạt được điểm cao nha. Thầy hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.